làm cái video clip này để test cái cục cắm OBD này cho cục điều. Thì do trời đang mưa nên gần giờ em phải cắm test luôn. Bây giờ xe em đang nổ máy. Thì nổ máy có thể bật nước chìa nè. Lắp nè. Anh lắp. Anh lắp. Ok ha. Bấm được nút cốp luôn. À, bình thường á là bấm không có được, cái này nổ máy là bấm được. Nổ máy bấm được cốp rồi. Giờ còn muốn tự lắp á, muốn tự lắp giờ hạ cái kiến xuống chút. Thì do tại sao em đi ra ngoài hồi nãy nó không có tự lắp khi mang chì là do em chưa có kích thắng à, để chế độ thắng kích đó rất là tiện lợi này dành cho trường hợp mình không có muốn lắp tự động mà à, bây giờ em kích thắng phát này nhá, thắng phát chìa khóa em để trong xe thì có mở cửa đi ra đóng lại nó cũng không có lắp à, nếu mà chìa khóa ngoài xe thì để lại nó lắp chìa khóa này để trên lắp xe. Giờ em mở cửa. Mở cửa thấy không? Em đóng lại cái này, nó lóc. Nó báo chìa. Đó, nó lóc tiếp được đó. Tức là nó báo chìa đang ở ngoài á. Cái chìa mà vô trong á, nó chớp một cái. Rồi, nó tắt. Nó lên lóc. Chớp phát này thấy không? Thấy gọi là chớp. Chớp xong một cái, nó lên lóc. À, phải lại mưa quá để chìa ở ngoài sợ nước nó vô nó mới thấy đó. Giờ kích thắng một phát này mở ra nè, mở cửa này đóng lại nè, đó nó lóc rồi thấy không? Khi mà lóc á chìa ở ngoài nè thì gần sát cái cửa kính nè, sát cái cửa kính nè chớp chớp nhiều á là nó không có tắt, thì nó bắt được cái sóng á, nó chớp một phát thôi là nó sẽ tắt ngay. Cái anten nó nhận, nó là nhận được cái đó, nó nhận nó chớp một phát anh lắp. Mình có thể thao tác bằng chìa kia phải không đó. Giờ em test speed lock đó. Speed lock ha, giờ sang số đạp lên khi mà trên 5 km giờ lock á, anh lock một cái này, nó lock ngay lại. Khi mà xe mà đang lốc á, mình lốc cửa phụ, tức là mình đổ xe nè, đổ xe ha. Giờ mình khách tự ý anh lốc cửa phụ à, đi ra ngoài là đóng lại nè, thì các cửa khác vẫn đang lốc hết, không có cửa nào đâu. Cho chút tổng là lốc, khi mình chạy tiếp thì nó lốc, nó lốc lại, giờ nó lốc lại, giờ em sẽ test ra tắt máy, ha. Nói khi mày đổ xe nè, dừng xe đây. Rồi, em tắt máy. Khi mà em tắt máy á, kích thắng một cái thì khi mà mở cửa thì nó sẽ tự động, nó tự động nó lóc cái cửa lại kéo ra lóc cái cửa lại, nó tiếp lại. Mà nếu mà có chìa trong xe á, mình dập cửa lại á, nó nhảy nó ịn lóc liền, nó báo tiếp. Cửa phụ cũng vậy, tức là sau mỗi lần mà nó khóa xong rồi mình muốn nó tự động mình lại phải kích thắng, còn không tự động thì khỏi kích thắng. Này, kích thắng tự động giờ mở cửa phụ này, nó lóc lại, đóng lại có chìa nó bung, thấy không? Nếu mà chìa ra ngoài thì nó lóc luôn. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ test đề nổ máy thì nếu mà mình bấm nút này không á thì nó sẽ là panic đó, nó kêu đó, mình có thể tắt panic. Đó. Còn nếu mà mình cho nổ máy á, thì mình sẽ bấm cái nút này với nút panic, nút lock với nút panic thì hai nút bấm khoảng cách của nó là 3 giây. Tức là quá 3 giây bấm nó sẽ không nổ. Nào, bấm lock. Đó, nổ máy không? Khi mà nổ máy thì máy lạnh để chế độ auto nha.
rồi mình set trước. Giờ này em chưa set, máy lạnh để auto mình chỉnh cái nhiệt độ cần thiết. À, xong rồi mình chỉnh lấy gió, nút lấy gió đây nè, bấm nút lấy gió, chỉnh 10 giây. Nếu mà để chế độ manual thì nó sẽ tự tắt luôn. À, nhấn 10 giây thì nó sẽ chớp chớp. Đó, nó chớp chớp xong rồi mình chọn chế độ gió trong thôi. Đó. Thì mình để máy lạnh mà mình để qua manual là tự động nó tắt ngay, hoặc là mình sang số thì nó sẽ tắt ngay. Gió này mình khởi động bằng chế độ này có sẵn của xe mà. À, bây giờ em thử cho coi ha. Là em để chế độ máy lạnh manual nè. Nó chạy một tí rồi nó tắt. À quên, đúng mà, lúc mà khởi động chứ quên. Khởi động mà để sẵn manual là nó tắt. Lúc trước khi khởi động. Còn khi đã khởi động rồi vô trong đó mình thao tác được, không có sao hết. Không xe nó được, mình sang số cái tắt máy ngay. À, sang số ha. Thấy không, tắt máy. Tắt máy ngay luôn. Tắt máy ngay rồi luôn. Đó, kể cả mở cửa nó cũng tắt máy. Đó, đây là test bằng chìa ha. Thì khi mà mình bấm nút này giữ thì nó sẽ là panic, còn nút này với nút này nó để nổ máy. Bây giờ em thử lại ha. Lốc nè. Đó, bấm cái à, biểu tiết rồi em để nó quá 3 giây nè. 1 2 3, em bấm lại nó không nổ máy nè. Thấy không? Không nổ máy. Đó, hoàn toàn không nổ máy. Nhưng mà khi mà bấm hai cái trong khoảng 3 giây thì nó nổ. Thấy không? Nó là gì? Đó. Bây giờ đã nổ máy rồi á, thì mình sẽ test bằng cái điện thoại ha. Tắt máy bằng điện thoại. Đó. Bây giờ mình mở cái app lên. Nào bây giờ bấm lock một phát nó sẽ tắt máy. Lock mình lock bất cứ lúc nào nó tắt máy nè. Tắt máy không? Panic nè. Khi mà ai mà có lắp cái lưng hãm kính rồi đó, ai mà có lắp lưng hãm kính đó, thì mình có thể bấm cái nút điều khiển hãm kính nè. Nút này là nút Windows Down nè, hãm kính nè. Những cái nó đóng băng nó xoay vòng vòng, rồi nó sẽ hạ. À, quên, do hồi nãy nó còn nổ máy, cái nguồn của cái window nó vẫn còn á, nó chưa có tắt hết. Để cho nó tắt hết cái nguồn cái đã, lúc đó mình bấm hạ kính mới được. Ừ, bấm lại ha. À, bấm hạ kính nha. Chưa chạy hết nữa. Cái phần mềm của bóc này chắc là tại lộn rồi. Đó. Thì nói chung là nếu mà có làm mấy cái này thì sẽ bấm nút mở cốp cũng được nữa nè. Em bấm đèn nổ máy nè, bằng điện thoại nè. Cái điện thoại này nó bị hư rồi đó, nó bị rớt vô nước lần rồi cho nên giờ nó hơi mát mát một chút. Bấm thì nó hơi lâu. Đèn nổ máy ha. Lốc tắt máy nè. Truyền lệnh hơi lâu một tí. Tặng máy nè. Đó. Đó, thì bây giờ mình cái này đề thôi, giờ mình điều khiển thôi. Đó, bây giờ mình điều khiển bằng điện thoại mà khóa từ xa. Đó, bình thường thôi. Đó, mình lắp rồi.
lắp à. Khi mà nổ máy này bấm ba nấc nó không kêu, nó hoàn toàn không kêu. À, bấm mở cốp được, bấm nâng hạ kính cũng không được, nâng hạ kính chỉ dành cho khi tắt máy thôi. Đó, bấm còi, bấm đèn nếu mà mình có phải đổ thêm nó mới được. Giờ hiện tại cắm không là nó không kêu. Đó, bấm mà không kêu. Những cái phần này là phải đổ kẹp dây. Đó. Bây giờ là em sẽ test cho cô coi cái giờ mình tắt. Con chạy xe về lại con test coi như là cũng đầy đủ rồi. Bây giờ test cái phần này. Tắt máy. Tắt máy nè, mang chìa khóa ra ngoài nè. Hạ cánh cho cô thấy nè, mang chìa khóa ra ngoài để em ngoài. Em không có đụng gì vô nó. Mở cửa ra thì nó sẽ lóc. Ấy dồ, mở hết rồi. Đừng chìa khóa. Đóng lại lóc luôn. Nó khi mà đóng lại nó lóc luôn. Đó, cái này có lợi một cái là ví dụ mình có unlock từ xa. À, mình unlock từ xa ngồi cách mấy chục mét. À, thì cho người nhà hay ai vô lấy đồ. Xong rồi muốn khóa tự động lại mình chỉ cần kích thắng một cái thôi. À. Đó, kích thắng lại nó lóc lại rồi xong mình lóc lại thôi. Đó, bây giờ em sẽ thử cái bấm lóc một cái nó kêu còi nè. Cái cục của em gắn vô thì bấm lóc nó không có kêu còi. Còn cái này bấm nó kêu còi. Đấy à. Đấy à, không kêu còi. Nè, giờ bấm mình lóc 3 phát nó mở gương 1 phát, 2 phát, 3 phát. Đấy à, mở gương. À, lóc 3 phát nè, 1 phát, 2 phát, 3 phát. Đó, gặp gương. Đó. Cái cục của em gắn vô thì em chưa có chỉnh cái lỗi này, mà cái cục này thì giờ là coi như là rất là ngon lành. À, để nổ máy lại coi thử ha. Lóc nè, nổ máy. Nè, nổ máy. Thì khi mà nổ máy đó, cái Bluetooth á, cái kính xe mà đóng kính á thì nó bắt sóng rất là yếu. Do khoảng cách, do nó kính quá, nó yếu, nó không có kết nối được. Nhiều khi phải gần gần nó mới kết nối được. Khi mà hạ kính thì nó lại xa. À, tắt máy rồi đề nổ nè. À, thấy không? À, khi mà đề nổ rồi đó mình bấm lại nút này á. Đó, nó không có tắt. Đó, nó kêu còi á, đề nổ. Anh lắp. Lắp cái tắt máy. À, vậy là ngon phải không?